rằm tháng tư trăng tròn vừa đến, lâm tỳ ni thượng nguyện xin tươi. Trong khi hoàng hậu dạo chơi, bỗng nghe qua ngát hương trời vô ưu. Đưa tay phải nâng niêu định nhắc, thái tử liền bất giác giáng sinh. Bây giờ khắp chốn kinh thành, bỗng nhiên khí hậu mát lành hẳn ra. Muôn cây cỏ đơm qua kết trái, nước sông nguồn bỗng thấy cao thêm.